Xin chào các bạn, đây là nạn dịch ốc bươu vàng các bạn nhé. Ôi giời, các bạn nhìn này, đấy, vừa mới cấy xong mà các em nó ăn hết rồi. Đấy, lý do tại sao mà bây giờ là cuối tháng 2 âm lịch rồi, mình vẫn còn đang đi cấy. Vì cái tội là ruộng này ốc nó ăn không còn một cái gì nữa các bạn ạ. Đây bình thường đó là lúa của người ta cấy xong người ta chăm được ốc, giữ được ốc, diệt được ốc ấy, thì là cây lúa nó tốt như thế này rồi các bạn này. Đấy, đấy, tốt được như thế. Thế mà bây giờ cái cùng liền bờ ruộng mà cái ruộng này nó ăn hết, ăn hết không còn cái gì nữa, mình phải coi như là bắc lại mạ xong để cấy lại đây này các bạn này. Còn cái ruộng này ấy, thì các bạn xem, chỗ tốt thì là lúa cấy, còn cái chỗ xấu này thì là dặm đi dặm lại này, các bạn nhìn này. Dặm đi dặm lại thế nhưng mà chưa chắc đã được ăn với các em ốc bươu vàng đâu. Các bạn nhìn này. Đấy, các em đây đấy. Wow. Nhúc luôn. Dặm rồi, thuốc quãi rồi, quãi. Một cái đám ruộng này là hơn một xào, hết 250.000 tiền thuốc diệt ốc. Mà các bạn nhìn này, ốc nó chết. Wow. Đấy, chết rất nhiều. Đúng. Đấy, các bạn thấy không? Cái này rồi, nếu như không nhặt ốc đi mà không diệt thì chắc chắn là ngày mai những cây lúa này lại hết luôn các bạn ạ. Đấy. Liền bờ thì cái ruộng này là cấy xong, xong phun, xong diệt xong. Lúa tốt như thế này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Năm nay rồi người dân chết đói vì ốc thôi các bạn ạ. Đấy, ruộng trên này thì tốt như thế này mà liền bờ bây giờ mình lại phải cấy này các bạn này. Đó, các bạn nhìn. Quang tênh. Này dồn vào được 1/3 đấy các bạn ạ. 1/3 ruộng thôi chứ không thể còn một nửa được đâu. Thế mà suốt ngày bắt ốc, suốt ngày diệt ốc. Đấy, các bạn nhìn. Bây giờ như thế này thì lấy đâu ra lúa mà dặm nữa. Không có lúa mà dặm nữa. Các bạn nhìn này. Đấy, các em ốc nó tụ tập đấy. Sợ không? Đấy, ruộng đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Ăn hết luôn. Bây giờ những ruộng này thì lấy đâu cái gì mà dặm rồi các bạn. Không có lấy đâu ra mạ ở đâu mà cấy nữa. Nạn dịch ốc bươu vàng. Ruộng này thì các bạn nhìn, cả ruộng còn được một tròng. Bây giờ là mình lại phải gieo luống mạ này xong để mình cấy lại các bạn ạ. Như ruộng bên cạnh các bạn nhìn, lúa người ta tốt bời bời như thế mà cái ruộng này bởi vì là nó trũng hơn các bạn ạ. Kia đầu đằng kia còn được mấy cây. Xem cho các bạn xem. Ốc các bạn. Đấy. Thế này thì có cái gì sống nổi với ốc. Làm gì còn cái gì sống nổi với ốc nữa các bạn. Đấy các bạn ơi. Đấy. Ốc đấy. Đấy. Cái đám ruộng này hơn một xào.
đếm được còn bao nhiêu cây lúa các bạn ạ. Còn canh như ruộng chưa cấy. Quảng Tây như ruộng chưa cấy luôn. Như quả sỏi. Thế là bây giờ tao lại còn bây giờ bảo nhổ hết cái này lên để dặm lên hết cái trên. Ruộng này chia tư, chia năm còn một phần. Còn một phần gì? Và chia năm còn một phần ruộng. Ốc nó ăn hết à? Quay à? Nó đang quay. Bây giờ là phải dồn nó vào, khơi mương đi. Dồn nó vào để cấy. Các bạn thấy có khổ không? Cái ruộng này nó cao hơn thì lúa đang nhẽ là tốt như thế này này. Một túi ốc. Đây mới nhặt có một lúc thôi các bạn nhé. Đấy. Nhân từ là tự sát. Bây giờ nếu như mà không. Còn đây là hai gói thuốc ốc này. Mỗi một gói này là có 40.000 một gói. Chiều nay cấy có một tí mà phải quãi hai gói rồi các bạn ạ. 4416 là hết 160.000 tiền ốc. Thuốc ốc. Người nông dân chúng tôi vất vả lắm các bạn ạ. Nếu như bây giờ mất bao nhiêu công cày bừa, làm ruộng xong rồi cấy rồi, quãi phân vào đây rồi, thuốc ốc 2, 3, 4 lần rồi mà không được cây lúa nào. Bây giờ mà bỏ ruộng thì tiền mất tật mang. Thế thì chúng tôi vẫn phải coi như là cố đấm ăn xôi. Tháng 2 âm lịch rồi, cuối tháng 2 âm lịch rồi nhưng vẫn phải cấy các bạn ạ. Nếu không cấy thì là nông dân chúng tôi chết đói, không có gì thu nhập. Mà ốc này thì diệt đi thì còn mất quá nhiều công sức. Bây giờ không có cách nào để mà diệt được cái ốc biêu vàng này. Thì đúng là nông dân chúng tôi chết đói luôn. Đấy. Mỗi một xào ruộng, bây giờ chúng tôi mất hơn 100.000 tiền thuốc ốc, gần 200.000 rồi. Xong lại chuột phá, lại sâu bệnh đủ các thứ. Vất vả lắm các bạn ạ. Mình không chia sẻ lên đây thì nhiều bạn ở thành phố không thể biết được cái nỗi vất vả của người nông dân. Và cái không biết trân trọng, có những người không biết trân trọng hạt lúa, hạt gạo của người nông dân chúng tôi làm ra. Nên là tôi quay cái clip này lên để chia sẻ cho các bạn biết cái nỗi vất vả của người nông dân và làm ra hạt lúa, hạt gạo là rất là khó khăn. Thế nên là mình cũng chia sẻ cho các bạn biết, với các bạn cũng thông cảm cho cái nỗi vất vả của người nông dân. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn mà có cách nào mà diệt ốc biêu vàng nó hay hơn cái dùng thuốc hay là diệt ốc cấp tốc được thì mong các bạn hãy chia sẻ cho mình biết được cái cách hay là cái kỹ thuật hay là cái mẹo gì để mình thu hồi ốc một cách triệt để, chứ nó sinh sản rất là nhiều. Và nếu như mà có sự chuẩn bị trước mà để mình diệt trước được thì tốt. Nhưng mà đây là cái tràn ruộng này là nó bị nước ngập úng nên là mình không có cách nào để diệt trước các bạn ạ.
và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn xem video vui vẻ, và nếu như có ý kiến gì thì mong các bạn hãy comment cho mình ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.